Phật không cần chúng ta tu với Ngài, mà chỉ muốn chúng ta tu với chúng sanh và tu với chính mình để đem lại an lạc, hạnh phúc cho nhau, để sống có phẩm chất hơn. Không phải ai cũng tốt đẹp, nhưng luôn có điều gì đó tốt đẹp trong bất cứ một người nào đó. Đừng bao giờ vội vã phán xét người khác, bởi vì vị thánh nào cũng có một quá khứ và kẻ tội đồ nào cũng có một tương lai. Điều gì bạn đau thì đối với người khác họ cũng cảm thấy đau như bạn. Nếu không muốn điều này xảy ra với mình, cũng đừng làm điều đó với người khác. Hãy luôn ghi nhớ rằng đằng sau ánh hào quang thành công của mọi người có rất nhiều đau khổ của họ mà người khác không biết. Hãy mỉm cười và âm thầm chúc phúc với tất cả những người bạn không thích, bởi trong mỗi người ai cũng có một phần thiện lương tốt đẹp. Hãy học cách khoan dung tới những người tổn thương tới bạn. Nguyên nhân vì họ cũng rất đáng thương khi bị quá nhiều áp lực đè nén dẫn tới mất tự chủ của bản thân. Đau khổ chỉ có thể trong một giai đoạn thời gian nhất định sau khi đi qua. Đau khổ chỉ có thể trong một thời gian. Đau khổ chỉ có thể trong một thời gian nhất định sau khi qua đi, quay đầu nhìn lại mới hiểu ra thật sự nó không là gì cả. Nên học cách buông bỏ nó, bởi khi bạn càng nắm chặt, bạn sẽ không cách nào tự thoát khỏi nó. Hãy nhớ rằng phán xét của chúng ta đa phần đều sai. Hãy tập thói quen suy nghĩ tốt về người khác. Hãy suy nghĩ tốt về người khác sẽ giúp chúng ta sống lạc quan, vui vẻ, ít muộn phiền và giúp chúng ta dễ dàng hòa nhập với mọi người. Đừng để ý tới những lời nói và những đánh giá không tốt về bạn. Cũng đừng vì nó mà mệt mỏi đau khổ. Nếu không trở thành người xuất chúng, thì hãy là một người lương thiện, sống đơn giản và chân thật. Cách để sống trong hiện tại. Rút ngắn năng lượng của bạn khỏi quá khứ. Đừng lãng phí thời gian của bạn vào những kỷ niệm. Những gì đã qua là đã qua. Lời nói tạm biệt với nó là đóng chương đó lại. Cái gì chưa đến thì chưa đến. Đừng lãng phí thời gian và năng lượng của bạn vào tưởng tượng một cách không cần thiết, bởi vì không tưởng tượng nào được đáp ứng cả. Chính vì điều này mà có câu tục ngữ tồn tại trong mọi ngôn ngữ: ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền. Và ngày mai có người lại đọc lại hai chữ ngày mai của cái bánh vẽ. Cái bánh vẽ khiến cho bạn tưởng tượng ra một điều gì đó trong tương lai, và nó không bao giờ có thật. Rút mình khỏi quá khứ và tương lai, bạn sẽ trở thành một nguồn năng lượng cực kỳ mãnh liệt, tập trung vào hiện tại như một mũi tên. Mọi khoảnh khắc nhận biết, cảnh giác, ý thức trong hiện tại là cách để không bị lỡ chuyến tàu. Mọi khoảnh khắc nhận biết, cảnh giác, ý thức trong hiện tại là cách để không bị lỡ chuyến tàu thời gian. Mỗi trải nghiệm đều cần sự hiện diện của bạn ở đây, trong thời điểm này. Và đây là một bí mật đơn giản, nhưng nó mở ra cánh cửa của cõi sống, của tất cả những điều bí ẩn, của tất cả những gì đáng biết, đáng nếm thử, đáng cảm nhận, đáng tồn tại. Indian Guru. Ngày nào cũng trôi qua giống mọi ngày, khác là tỉnh thức giữa cuồng say. Xưa tìm hạnh phúc nơi phiền não, giờ sống bay trừ, sống tại đây. Những nhiên thích tánh tuệ, vui gì cái cuộc trả vay. Một vòng luẩn quẩn đọa đầy nhân sinh, đầu dây mối nhờ do mình. Ai người đức nợ ngắm nhìn bao la. Này con, người ta mắng con một câu, con nhớ hai ngày, thế là biến thành
con bị người ta mắng 2 ngày. Nếu như cả năm con vẫn nhớ, vậy thì con sẽ bị người ta mắng cả năm. Mà con đã chết cũng không quên, vậy thì chính con đã để người ta mắng cả đời. Cho nên ấy à, người biết tu, ai nói gì trái ý, mình giận một chút rồi bỏ đi, xả đi. Giận làm chi, ôm cái giận là khờ dại chứ không phải khôn. Tội gì mà ôm cho khổ đời mình. Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Người không tốt với mình càng phải tốt với họ. Khi mình đang sống tử tế mà vẫn có người tệ với mình thì phải làm sao? Khi ai đó đối xử tệ với mình thì vẫn cứ tốt với họ nếu có thể. Không phải để chứng minh mình cao thượng quá, cũng không phải để cho cả thế giới thấy mình thật tốt đẹp ra sao. Còn họ tệ đến mức nào, đối xử tốt với họ chỉ đơn giản là vì mình không giống họ thôi. Không cần phải cố chứng minh rằng bản thân mình tốt đẹp như thế nào, bởi vì thời gian sẽ tự làm điều ấy một ngày nào đó. Đối xử tốt với họ để họ biết rằng mình sẽ không bị ảnh hưởng tiêu cực, càng không vì họ mà vướng vào vòng luẩn quẩn của những sân hận. Đời người dài không dài, ngắn thì cũng không phải. Dành quá nhiều thời gian cho những điều thật tệ, có phải phung phí phút giây đáng ra dành cho những điều tốt đẹp hay không? Đối xử tốt với họ là để không tạo nghiệp cho mình. Người khác đối xử với bạn không sợ người nói xấu, đó là nghiệp của họ. Bạn đối xử với họ thế nào là nghiệp của bạn. Chỉ sợ mình làm xấu, việc của mình là sống tốt cuộc đời mình để không phải trả giá đắt cho những điều xấu mình làm nên. Đối xử tốt với họ vì hy vọng rằng họ sẽ nhận ra đâu đó điểm dừng cho những điều không tốt. Không, nếu hy vọng ấy không thành cũng không sao cả. Ít nhất mình cũng thấy tự do thanh thản với cuộc sống vì những điều tốt đẹp mình đã trao đi. Người không tốt với mình càng phải tốt với họ. Khi tâm mình bình yên thì chẳng có sóng gió nào làm lung lay được cả. Chúng ta thấy trong cuộc sống có rất nhiều người thà chịu khổ chứ không chịu tu. Cuộc đời họ gặp rất nhiều sự xui xẻo, bất an, nghèo khổ, lận đận tình duyên, bệnh tật. Nhưng khuyên họ sống thiện đi, tu đi, ăn chay hay làm phước đi, thì họ không nghe, nhất quyết thà chịu khổ chứ không chịu tu. Đây là điều rất đáng thương. Khi hoàn cảnh bình yên, người ta lại dễ đắm chìm trong tỉnh thức, quên mất rằng cuộc đời vô thường biến hoại. Nỗi đau cũng vô thường, và ngay cả bình yên đó cũng vô thường. Những đến trong cuộc đời vốn là không thể lường trước được. Vậy nên gặp cảnh an yên cũng đừng vội mừng, gặp cảnh đau khổ cũng đừng vội khóc. Thật ra tất cả đều là những bậc thang, những bài học giúp ta tiến bộ mà thôi. Đừng bao giờ chủ quan trước những điều như ý, vì an yên bên ngoài cũng chỉ là bề mặt của cuộc đời. Những hạt giống nhân quả đã gieo từ muôn ngàn kiếp bây giờ trở thành khu vườn chằng chịt đan xen, tốt xấu lẫn lộn. Để cải tạo nó không phải là điều dễ dàng gì. Khi đời bình yên, nhớ dặn lòng luôn tỉnh thức, đừng ngủ quên. Thật ra chuyện tu hành là chuyện bơi ngược dòng nước, chưa bao giờ là việc dễ dàng. Hãy không ngừng buông xả ác pháp và vun bồi phước thiện. Phật dạy có 4 cách để tạo phước. Khi tâm khởi nghĩ đến điều ác thì hãy dẹp bỏ ý nghĩ ấy ngay lập tức. Khi nhận ra mình đang làm việc ác thì hãy ngưng ngay không làm nữa. Khi tâm khởi nghĩ đến việc lành thì hãy lập tức tiến hành.
Khi nhận ra mình đang làm việc lành thì hãy cố gắng hoàn tất. Bốn điều này gọi là tứ chánh cần, bốn điều phải siêng lạp. Ngoài ra còn có cách để kiểm chứng xem căn lành, phước đức của mình tăng trưởng được tới đâu, là xem mọi người xung quanh đối xử với mình như thế nào. Nếu ai cũng yêu mến, đối xử tốt với mình, gặp việc khó khăn hay tai họa trong đời thì lớn cũng hóa nhỏ, không phải tổn tài hại mạng. Điều này chứng tỏ mình đã tạo được nhiều công đức, được phước lành che chở. Như vậy thì có thể phát tâm tu học Phật, dũng mạnh tăng tiến trên con đường tâm linh. Nếu kiếp này không giác ngộ thì hãy là người biết sống thông minh. Thế gian có ba kiểu người. Người khờ dại sẽ nỗ lực hết mình để kiếm thật nhiều tiền, tích tiền để hưởng thụ, trong quá trình hưởng thụ tạo thêm nhiều bất thiện. Người khờ dại sẽ nỗ lực hết mình để kiếm thật nhiều tiền, tích tiền để hưởng thụ, trong quá trình hưởng thụ tạo thêm nhiều bất thiện nghiệp, và rồi rơi vào vòng luẩn quẩn trả nghiệp báo. Người khôn ngoan nắm được luật nhân quả sẽ coi trọng đức hơn tiền bạc và làm việc thiện để hưởng phúc báo đời sau. Cuối cùng là người giác ngộ, họ không muốn làm, từ nhận của phước báo hữu vi trong cõi nhân thiên. Họ không muốn rơi vào vòng luân hồi chuyển kiếp, để rồi không biết kiếp sau mình liệu có được làm người hay thành thứ gì khác. Họ dành thời gian tu tập. Luân hồi tái sinh không loại trừ bất kể ai, cho dù đó là một người giàu có và danh vọng bậc nhất, hay chỉ là một người chân nghèo nàn. Theo giáo lý Phật, một sinh mệnh luôn luân hồi chuyển kiếp. Kiếp này có thể làm người, kiếp sau có thể làm chư thiên hay rơi vào đường súc vật. Kiếp kế có thể là vật vô tri như tảng đá, ngọn núi, cây cối. Tất cả đều cho thiện hay ác nghiệp đưa đường dẫn lối. Để được làm người, sinh mệnh đó thật sự may mắn. Con người khi sinh ra không mang đến cõi người này bất cứ thứ gì nhỏ bé, trần trụi, và chỉ có vậy. Lúc nhắm mắt xuôi tay, cho dù trong cuộc đời có kiếm bộn tiền, có làm ông to bà lớn cũng chẳng thể mang theo. Cái duy nhất họ mang theo chính là đức và nghiệp. Chúng tích tụ từ thiện và ác mà họ đã thực hiện khi làm kiếp người. Tiền bạc và danh vọng đối với người khi đã nhắm mắt xuôi tay không là gì cả, thậm chí còn mang tới cái nợ lớn cho họ, để rồi phải chịu phán xét nghiêm minh của luật nhân quả. Bởi vậy, nếu không phải là một người giác ngộ, hãy là một kẻ thông minh, tích đức, hành thiện, để kiếp sau không phải chịu đọa đày. Nhiều lắm trăm năm một kiếp người, đến rồi ai cũng phải đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để bụi xuôi tay miệng mỉm cười. Như Nhiên Thích Thánh Tuệ. Những đặc tính của người nội tâm có tu dưỡng. 1. Sống khiêm cung đạo đức. Điều chúng ta dễ dàng bắt gặp nhất ở người có sự tu dưỡng là đức hạnh và phẩm giá đáng kính trọng. Người càng có sự hàm dưỡng sâu sắc về tâm hồn sẽ càng hiểu rõ cách đối nhân xử thế. Họ luôn giữ vững đức tính khiêm nhường, kính trên nhường dưới, không tự mãn về những gì mình có, không kiêu ngạo về những gì mình làm, luôn cẩn thận gìn giữ những giá trị mà mình nhận được. Vì vậy mà cổ nhân mới nói rằng: đất hạ thấp thì thành biển, người biết hạ mình mới là bậc trí nhân. 2. Sống với lòng biết ơn. Người tu dưỡng luôn hiểu được lòng biết ơn, vì họ hiểu được giá trị những điều mà mình có được. Từ đó, trân trọng mọi thứ đến, và trong cuộc sống này, con người chúng ta sống trên đời luôn bị dẫn dắt bởi ba độc tố: tham, sân, si.
Vì vậy nên mới thường dễ dàng bị cuốn theo những điều mà bản thân không có được và hâm mộ những thứ mà người khác có. Chúng ta ao ước, ghen tị với thành tích, tài năng, phú quý của người khác. Cho nên, người tu dưỡng họ hiểu rằng chỉ có những thứ phù phiếm có được rồi cũng sẽ mất đi. Điều quan trọng là cần phải biết trân quý hết thảy những mối lương duyên trong cuộc đời. Sống biết ơn còn là điều chúng ta luôn ý thức tự nhắc nhở mình trở về trong hiện tại. Và từ đó, với lòng biết ơn rộng mở, chúng ta hoàn thiện mình qua từng ngày. 3. Sống với niềm thấu hiểu tha nhân. Cổ nhân dạy rằng, nhìn thấu lòng người không cần nói ra hết. Chừa cho họ một con đường cũng là chừa cho mình chút khẩu đức. Mỗi người có một góc nhìn khác nhau. Chúng ta xung đột và tranh cãi chỉ là vì mình đã không nhìn thấy được góc nhìn của đối phương. Vậy nên, nếu thấu hiểu được người khác là đặt bản thân của chúng ta dưới góc nhìn của họ. Để hiểu và suy nghĩ về lý do tại sao một người lại có những lời nói, hành động như thế. Từ đó, hiểu và lựa chọn phương án phù hợp để có thể giải quyết vấn đề một cách thấu tình, đạt lý. Sống biết cho đi. 4. Sống biết cho đi. Người xưa có câu, hành thiện tối lạc. Ý nói làm việc thiện là vui sướng nhất. Một số quan điểm cho rằng phải có điều kiện, tiền bạc thì mới có thể giúp đỡ người khác. Nhưng kỳ thực, ngay cả khi chúng ta chẳng có những thứ vật chất ấy, thì vẫn có thể cho đi một cách rất ý nghĩa và hữu ích. Đôi khi chỉ có một lời nói động viên khích lệ, một cái nhìn hay một nụ cười ấm áp cũng đã có thể chuyển hóa một nỗi khổ niềm đau của ai đó. Vì những điều xuất phát từ trái tim rồi sẽ đến được trái tim. 5. Sống trong sự soi sáng của trí tuệ. Sự khiêm hạ của một người tu dưỡng còn đến từ việc am hiểu sâu sắc và tường tận tri thức. Như một bông lúa chín cúi đầu, người càng hiểu biết sâu rộng thì sẽ càng biết quý mình. Albert Einstein từng nói rằng, hiểu càng nhiều cái tôi càng bé, hiểu càng ít cái tôi càng lớn. Chính vì lẽ đó mà đối với họ, tài năng không cần phô trương hết, dành cơ hội cho người khác cũng là giữ sự sâu sắc cho mình. Trí tuệ tinh anh của người tu tập còn được rèn luyện thông qua chánh kiến. Chánh kiến chính là cái thấy biết sáng suốt, thấy vật đúng trong bản chất của chính nó. Người tu tập khi nhìn một điều xảy đến thì sẽ thấy đúng những điều mà nó đang thể hiện ra, không suy diễn thêm, không đơm đặt và cũng không đồng nhất mình trong những trạng thái ấy. Để giữ vững trí tuệ tỉnh thức cùng một tâm thái quân bình, chế tác nên hạnh phúc bình an nơi tâm hồn. 6. Sống thân cận thiện tri thức. Khi tiếp xúc với những người có tu dưỡng, những người có đạo đức cao thượng và học vấn uyên bác, bạn sẽ cảm thấy lòng tươi mát như làn gió xuân. Sự tu dưỡng cũng là điều không thể ngụy tạo, mà nó có sức hút xuất phát từ nội tâm. Vì vậy, người có sự tu tập và rèn luyện, dù đi đến đâu, họ cũng đều được kính trọng và nể phục, không chỉ bởi phẩm chất cao quý, mà còn vì trí tuệ sáng suốt, học vấn uyên bác, nhưng lại vô cùng khiêm nhường của mình. Phải chăng cầu không được vì Phật không linh? Chúng ta thường đi chùa lễ Phật với tâm mong cầu, xin xỏ tài lộc, may mắn, bình an, nhưng chẳng may sau đó bị tai nạn, tổn thất thì cho rằng Phật ở chùa đó không linh, sẽ không đến nữa. Hoặc như việc đến vay tiền ở đền ông này, miếu bà nọ, về để làm ăn phát đạt cũng đến hết sức vô lý. Vì nếu như thế thì những người ở gần khu vực đó chắc đã giàu hết, chứ đâu có cảnh ăn xin nhếch nhác chốn tôn nghiêm như vậy.
Quan niệm như vậy là hoàn toàn sai lầm, bởi Phật không có quyền ban phước giáng họa. Phật chỉ dạy cho ta việc nào ta làm để được an vui, việc nào nên tránh để khỏi bị đau khổ. Chúng ta nghe lời dạy của Ngài, thực hành theo thì mới hết khổ. Chúng ta tôn thờ, lễ lạy Phật để tỏ lòng sám hối, kính ngưỡng, tưởng nhớ, mà học theo công hạnh của Phật chứ không phải để cầu xin tài lộc. Chúng ta cứ tin mù quáng, chạy hết chỗ này đến chỗ khác, đua nhau đi tìm sự linh thiện ở bên ngoài mà không thấy lẽ thật ở bên trong. Vận mệnh tốt hay xấu nằm ngay ở cái nhân mình đã tạo trong quá khứ và hiện tại. Gieo nhân lành thì gặt quả ngọt, gieo nhân xấu thì gặt quả đắng. Điều đó quá rõ ràng. Trong nhiều vụ tai nạn tập thể, chúng ta thấy có người sống, người chết. Vậy phải chăng người biết niệm Phật thì được cứu, hay có niệm mà Phật không linh để cứu? Vấn đề không phải là niệm tin hay không linh. Sở dĩ người niệm Phật được thoát nạn thì đó cũng là quả ngọt cho họ đã tích chứa nhiều nhân lành, phước đức, bố thí, phóng sanh. Hàng ngày ăn chay niệm Phật thì làm sao không có được sự chiêu cảm. Còn người niệm Phật mà không thoát nạn thì do thiếu tu, kém phước, làm điều bất thiện, bình thường chẳng bao giờ nhớ đến Phật, chỉ khi cần mới kêu cứu thì làm gì có sự linh ứng. Tóm lại, không có sự linh thiêng ban đầu nào từ các chư Phật và Bồ Tát, tất cả đều do nhân quả nghiệp báo từ những gì có người đã tạo tác. Vì vậy, chúng ta phải biết huân tập nhân lành ngay trong đời sống hàng ngày của mình, không nghĩ, không nói, không làm điều ác, biết giúp người cứu vật, bố thí, cúng dường, từ bi hỷ xả. Không nghĩ, không nói, không làm điều ác, biết giúp người, cứu vật, bố thí, cúng dường, từ bi hỷ xả. Chúng ta phải tu trong từng giây, từng phút, chứ không phải đợi đến giờ tụng kinh, niệm Phật, ăn chay mới gọi là tu, rồi sau đó vẫn tham, sân, si, chứng nào tật ấy. Tu mà không sửa, sám mà không hối, thế nên càng tu càng phiền não, không hết khổ là ở chỗ đó. Phật không cần chúng ta tu với Ngài, mà chỉ muốn chúng ta tu với chúng sinh và tu với chính mình.